Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phùng Quốc Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ bổ sung hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng khẳng định, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp không đơn thuần là tổ chức lại sản xuất để điều chỉnh những vướng mắc bất cập cũ và đáp ứng những đòi hỏi mới về kinh tế xã hội, về thị trường theo mục tiêu đề ra, mà trọng tâm gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chuyển đổi lao động nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, tái cơ cấu nông nghiệp cần phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra giá trị gia tăng. Các cấp các ngành cần tiếp tục tuyên truyền nhằm đổi mới nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người nông dân. Đồng thời, định hướng cho họ phải làm gì, đất đai là nút thắt quan trọng. Nhà nước chỉ hỗ trợ về chính sách đất đai khi doanh nghiệp và người nông dân liên kết, tích tụ ruộng đất. Đồng chí Phùng Quốc Hùng cũng nhấn mạnh, trong đề án, chuyển dịch lao động là nội dung quan trọng cần nghiên cứu sâu. Vì vậy, cơ quan nghiên cứu soạn thảo đề án cần đánh giá làm rõ thực trạng lao động, làm thế nào để nông dân được hưởng lợi nhiều nhất. Trong tuần, Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ tư họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Quốc Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo thống nhất thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ tư vào ngày 28 tháng 5 năm 2015, đồng thời nhất trí với cơ cấu số lượng đại biểu dự đại hội, số lượng các điển hình tiên tiến được biểu dương tại đại hội. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát danh sách đại biểu mời dự đại hội, bổ sung đối tượng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, các tập thể cá nhân được công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, bổ sung các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến nay, bổ sung một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt vào Ban chỉ đạo tỉnh để điều hành tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ tư. Báo cáo được trình bày trước đại hội cần ngắn gọn, xúc tích. Tham luận tại đại hội cần bổ sung đa dạng hóa các lĩnh vực, trong đó chú ý đến 4 lĩnh vực được tham luận tại đại hội, bao gồm nông nghiệp, nông thôn, phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và tham luận về lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát danh sách 65 tập thể cá nhân để đưa vào danh sách, đồng thời thống nhất danh sách cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng để có kế hoạch tuyên truyền kịp thời. Các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho đại hội. Trong tuần, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo quy chế phối hợp công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quy chế và cho rằng việc ban hành quy chế là cần thiết nhằm khắc phục được những tồn tại hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri nói riêng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nói chung. Một số đại biểu cho rằng cần có những quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân của cử tri cho công tác tiếp xúc cử tri. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, hoàn thiện quy chế. Trong tuần, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Văn Miếu tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Văn Miếu tỉnh, chuẩn bị cho ngày khánh thành giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng Văn Miếu là công trình trọng điểm của tỉnh, được khởi công vào ngày 16 tháng 6 năm 2012 với quy mô 4,3 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tôn tạo phục hồi công trình văn hóa Việt thi công. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các hạng mục thuộc dự án đã hoàn thành. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Thị Tuyến đề nghị các sở ngành nhà thầu thi công cần bổ sung biểu tên vệ sinh sạch sẽ các hạng mục trong Văn Miếu để đảm bảo mỹ quan cho công trình. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải đặc biệt chú ý đảm bảo chất lượng. Những nội dung không hợp lý cần điều chỉnh bổ sung, xong trước ngày 25 tháng 4.
Trong tuần, huyện Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tam Đảo lần thứ 3, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Tam Đảo trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu huyện cần tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp. Huyện Tam Đảo có tiềm năng du lịch nên người dân và địa phương cần có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt việc quản lý quỹ đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các dự án trên địa bàn được triển khai và đi vào hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tại hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Vĩnh Yên lần thứ 4, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương thành tích và các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu thành phố Vĩnh Yên cần nhân rộng hơn nữa các cách làm hay, việc làm tốt, các gương điển hình, phải coi phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm để xác định rõ mục tiêu, chủ đề của từng phong trào nhằm triển khai đồng bộ, sâu rộng, phù hợp với quần chúng nhân dân. Trong tuần, Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới tỉnh họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2015. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý phương án giao cho các huyện là đơn vị tư vấn định giá đất. Tuy nhiên, phải dựa trên khung giá đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Đồng thời, giao các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương liên quan, nghiên cứu tạo cơ chế ứng trước vốn cho các xã xây dựng nông thôn mới, khẩn trương phân cấp nguồn vốn đã được giao chỉ tiêu trong năm 2015 để các địa phương có kế hoạch phân bổ vốn đến từng xã. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc yêu cầu, trong xây dựng nhà văn hóa thôn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh theo tiêu chuẩn từng vùng, các xã phải cam kết đủ nguồn vốn xây dựng nhà văn hóa, tránh tình trạng nợ đọng đầu tư công. Về tiêu chí chợ, các địa phương phải xem xét nhu cầu thực tế để quyết định có nên xây dựng chợ hay không. Đối với tiêu chí giao thông, môi trường, các ngành địa phương phải có phương án cụ thể, tích cực phối hợp cùng các xã từng bước tháo gỡ khó khăn. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện xử lý xe ô tô cơi nới thành thùng, xe chở quá tải trọng cho phép. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đã trực tiếp kiểm tra các xe đang bị tạm giữ và yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong tuần, tại thủ đô Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với cơ quan quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014. Theo bảng xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, năm 2014, Vĩnh Phúc đạt 61,81 điểm, xếp vị trí thứ 6 toàn quốc và thứ 3 ở miền Bắc, vượt qua nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh. Năm 2014, Vĩnh Phúc đã có bước tiến ngoạn mục trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh khi đã tăng 20 bậc so với năm 2013 và tăng 37 bậc so với năm 2012 và xếp ở nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành tốt nhất trong bảng xếp hạng của VCCI. Một số chỉ số thành phần trong bảng xếp hạng PCI của Vĩnh Phúc đạt cao nhất từ trước đến nay và được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ghi nhận như tính minh bạch đạt 6,56 điểm, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,35 điểm, đào tạo lao động đạt 7,05 điểm, thiết chế pháp lý đạt 6,03 điểm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.